Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đọa xưa, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bản vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn. Ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. A ca sa tha cha bồ ma tha đi qua na ga ma ni ti ca buồn nhân lô a bu mô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ga can tu nô ga ru ra can tu nha ta vô ra can tu ba ni nô ra can tu nô sa đa nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng, thư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ. Công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu,
nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê bốn nhân và hoa ca gia hoa an hô tu a na gặp tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi ta. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm trên Mao Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, con tri ân sư cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, nên hiểu Abhidhamma là gì, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh bái tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính nhân Bích Đinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sau thu chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma sẽ được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng Tịnh Văn để Đức Phật. Kính chào chư tôn đức và kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong giáo trình mới
của lớp Phật Pháp Quốc Thế Thầm Mạng. Lần này có hai môn, là môn Trung Bộ, học lại, và môn Thắng Pháp Abhidhamma, hay gọi là, thường gọi là Phi Diệu Pháp. Phi Diệu Pháp hay Thắng Pháp là một trong ba tạng giáo lý của Đạo Phật. Khi xưa thì giáo pháp của Đức Phật ở trong kinh thường hay nói là cửu phần giáo pháp, chia thành chín loại. Tức là khế kinh, xuất tác, ứng tụng, gây giá, ký thuyết, quay giờ cảnh ná, kệ ngôn, gà thà, cảm hứng ngữ, u đà ná, như thị thuyết, y tiên vô ta cá, bổn sanh cha ta cá, vì tầm hữu, áp phù ta thầm má, phương quả, quê đà lá, thắng pháp. Áp phù thầm má thì nằm ở trong cái danh mục của ký thuyết của chính phần giáo pháp. Còn khi mà Đức Phật này có chỗ thì Ngài nói vắn tắt là pháp và luật thâm mốc vinh giá. Chúng ta đã thường được nghe trong pháp luật này này các tỳ kheo vô vực. Thì kinh tạng và vị thắng pháp tạng ở phía tâm mắt nằm ở trong cái phần pháp thâm mắt. Còn khi mà nói đến tâm tạng Tipitaka, tức là tạng kinh, tạng luật và cái tạng thắng pháp, là cách hệ thống giáo pháp trong cái kỳ kết tập kinh điển. Sau 3 tháng Đức Phật Ngài chuyên tịch, mặc dù lúc đó chỉ là khẩu truyền Bố Thức Ba Tháp chứ chưa có ghi chép thành văn bản, thì thưa quý vị, hôm nay là cái ngày đầu tiên lớp Phật Pháp Quốc Thế Thầm Mạng học về cái môn Thắng Pháp Abhidhamma. Do vậy chúng tôi đã cung tỉnh thường tội giấc đẳng khai mở cái lớp Abhidhamma này, bắt đầu kể từ tuần sau nữa thì chúng tôi cũng đảm trách cái môn Thắng Pháp vào ngày thứ năm, và thượng tọa đến đẳng sáng đảm trách môn Thắng Pháp vào ngày chủ nhật, như trước đây đã được sắp xếp. Lẽ ra thì không cần phải
nêu lên thành văn bản, bởi vì chỉ có ngày hôm nay là chúng tôi đặc biệt mời Thượng Tọa Nhất Đẳng đảm trách để khai giảng cái lớp Abhidhamma, chứ không phải là chúng tôi bỏ cái bộ môn này để giao cho Thượng Tọa Nhất Đẳng. Sẽ có một số vị MC trong ban điều hành hiểu lầm, mà bởi vì sư tự tri sắp đặt xem có vẻ như là quan trọng, điều đó sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Thì luôn luôn lúc đó quý vị, cái ngày đầu, cái ngày mà khởi sự khai giảng cái bộ môn, và chúng tôi đều cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng vì chủ nhiệm của để dẫn để mở đầu. Thì đó là cái lý do mà tôi xin được nói trước. Và bây giờ thì xin cung kính Thượng Tọa Nhất Đẳng quan hỷ khai giảng cho cái môn ở phía Thầm Mát này. Nam Mô Bụt Thầy, kính cung kính Thượng Tọa. Sa thủ kính chừng thưa đạo tổ sư, kính bạch chư trung đức và thưa quý phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2020, là một ngày kỷ niệm đặc biệt ở trong cuộc đời của chúng tôi. Trước nhất là thưa đạo tổ sư và chúng tôi cũng có nhiều lớp Abhidhamma đã thực hiện ở trong cuộc đời, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi và Thượng Tọa Thượng Sư giảng chung một lớp. Đó là một điều rất là thú vị. Bắt đầu từ đó trở đi, như quý vị đã được nghe là Thượng Tọa Thượng Sư sẽ giảng ngày thứ năm và chúng tôi sẽ giảng ngày chủ nhật. Điều thứ hai là cũng là lần đầu tiên ở trong room Phật pháp Buddha-dhamma chúng ta thực hiện giáo trình A-di-đàm, giáo trình Abhidhamma. Mặc dù vị nào mà đã theo dõi chương trình sinh hoạt tu học ở trong room Phật pháp Buddha-dhamma suốt 20 năm qua thì quý vị thỉnh thoảng cũng được nghe hoặc là sư trưởng hoặc thượng tọa tự siêu hoặc chúng tôi hay chư tăng khác, nhưng tổ hợp đăng v.v. cũng có nhắc hoặc cách đề, cách khác hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng mà đây có thể nói rằng lớp Abhidhamma chính thức đầu tiên được giảng trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma. Và thưa quý vị, chúng tôi thật ra không có rõ ở những cái sinh hoạt khác như thế nào. Nếu chúng tôi hiểu không lầm thì có thể nói đây lần đầu tiên môn Abhidhamma này được giảng giải trên Thọ Talk. Có một số những cái YouTube upload về các vị giảng sư giảng Abhidhamma, nhưng mà giảng trên YouTube nghĩa là thâu lại ở dưới lớp học bình thường và upload lên. Chúng tôi không biết rằng những người mà coi những YouTube đó có hiểu được cái gì các vị giảng sư giảng hay không. Thì thưa quý vị, Abhidhamma là một cái môn học mà
chúng ta không học một ngày một bữa. Chúng ta không có thể nào học từng mảng riêng biệt, mà chúng ta phải học nguyên cả toàn bộ. Và trong sự giảng giải đó, thì cần rất là nhiều thí dụ, rất là nhiều minh họa, để chúng ta có một cái nhìn tương đối là căn bản về môn học này. Thật ra thì cách giảng giải của Paul Thoth cho chúng ta một cái phương tiện rất tốt, nhưng mà cho đến giờ này thì quý vị vẫn chưa có thể nào giảng tới đâu, đưa ra hình ảnh đến đó. Đó là một cái trở ngại. Và có lẽ vì vậy đó mà từ đây về sau này quý Phật tử thỉnh thoảng chịu khó và vào các website để xem những cái bản minh họa. Thí dụ như chúng tôi nói là biểu đồ số 1, biểu đồ số 2, biểu đồ số 3 của bài học hôm nay, thì quý vị ráng vào đó để mà xem. Vì chư tăng không có thể nào post hay là quý Phật tử trong qua điều hành post những điều đó lên trên đây cho quý vị được. Đó là một vấn đề. Chúng tôi thật tình thì không rõ được là có bao nhiêu vị sẽ theo học liên tục môn này. Bởi vì mặc dù chúng ta có cái lượng Phật tử trên 50 người theo tham dự trong các chương trình học hàng ngày của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, nhưng mà chúng tôi không rõ con số đó đó có bao nhiêu người là bám sát thường xuyên. Nên chi việc mà chúng tôi cố gắng làm là qua các bài học, và hy vọng rằng có khi quý vị rảnh quý vị sẽ nghe lại, có thể nghe lại ở trên Facebook hay là bắt các cái băng thu âm. Bởi vì thật tình mà nói đó, thì với môn học này mà nếu mà chúng ta nghe từng mảng riêng biệt đó, thì nhiều khi chúng ta không thể có cái nhìn học bài mới, mà chúng ta không biết bài cũ thì không hiểu được bài mới, thường là như vậy. Và bây giờ chúng tôi xin nói đến một vấn đề khác đó. Thì vấn đề này rất là quan trọng theo cái nhìn của chúng tôi. Rất là nhiều chư tăng và Phật tử khi nghĩ đến Abhidhamma thì quan trọng là Abhidhamma nói gì. Nhưng mà chúng tôi thì không đặt nặng cái vấn đề đó ngay từ ban đầu, mà chúng tôi đặt nặng là chúng ta học Abhidhamma như thế nào. Bởi vì sau một thời gian dài học Abhidhamma thì quý Phật tử sẽ dần dà có khái niệm Abhidhamma nói gì. Nhưng mà cái phương cách học đó thì cho đến ngày hôm nay vẫn còn là một sự tranh luận rất lớn. Một sự tranh luận rất lớn. Chúng tôi lấy một cái thí dụ thôi, tức là về cái sự phân loại của tâm. Nếu quý vị học đọc vào Atiram Câu Xá Luận thì quý vị sẽ thấy rằng cái cách của Atiram Câu Xá Luận rất là chú trọng phân chia tâm theo sáu thức mà kinh tạng thường đề cập đến: nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đồng thời thêm hai thức nữa, đó là mạt na thức và a lại gia thức. Cái phân chia theo giác quan đó không phải là không có ở trong Abhidhamma, nhưng mà Abhidhamma có một cái sự phân loại về tâm. Ví dụ có một số vị rất là ngạc nhiên là chúng ta không bắt đầu bằng tâm nhãn dĩ thức, mà ở trong Abhidhamma Sangha bắt đầu bằng với tâm bất thiện. Rồi sao tâm bất thiện không bắt đầu với tâm thiện mà bắt đầu với tâm vô nhân? Sao tâm vô nhân á thì lại với tới tâm tịnh thảo dục giới? Sao tâm tịnh thảo dục giới
rồi tới tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, rồi tâm siêu thế. Cái trật tự đó đó, thật ra nó làm cho những người học bối rối không biết. Nhưng mà khi học vào rồi thì thấy rằng cách đó nó cũng có cái lợi của nó. Chúng tôi nhắc ở đây một điểm là cái cách học hay là cái phương pháp học rất là quan trọng đối với áp dụng. Quan trọng lắm. Nếu mà một người mà học Abhidhamma mà không có nắm được phương pháp học đó và không được hướng dẫn đúng đó, thì thưa quý vị, đa số là chỉ học thuộc lòng, nghe đi nghe lại chứ không hiểu Abhidhamma nói gì. Đây là một cái chứng bệnh truyền thống mà Ngài Kassap, viện trưởng của Đại viện Đại học Nalanda và sau đó Hòa Thượng Minh Châu Châu thường trích lại ở trong quyển Thắng Pháp Chứng Lượng, đó là cái căn bệnh cổ điển. Chúng tôi nói đặc biệt là quý vị nào mà biết về Chư Tăng mà đi học Abhidhamma ở tại Thái Lan á, mà không phải học với Chư Tăng Miến Điện, học ở tại Thái Lan, thì quý vị thường có một cái cách học, đó là nhớ rất nhiều. Và nhớ rất nhiều, nhớ chi pháp, nhớ cái sự phối hợp giữa tâm và các thuộc tánh và phần nhớ, nhưng mà chỉ lặp lại, nhưng mà không có một cái khái niệm chung là những điều đó đi. Và thường là người học phải nhồi thật nhiều những điều cần phải nhớ, và đó là lý do tại sao nhiều người bỏ cuộc. Vì thưa quý vị, chúng tôi trong việc biên soạn giáo trình này đó, thì chúng tôi làm một theo một cái phương cách mới. Một cái phương cách này, một phương cách mà chúng tôi nghĩ rằng thử kéo dài trong 50 hay là 100 bài học thử coi có kết quả không. Dĩ nhiên là khi chúng ta làm việc gì đó còn không kết quả, chúng ta sẽ thay đổi. Những cái gì mà được đề cập đến trong môn học truyền thống, nó là một chuyện. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó là nên sử dụng cái cách gọi là tiệm cận, một cách quen thuộc nhất của chúng ta để đi vào môn học này. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì mình phải có một cái nhịp cầu để kết nối giữa cái quen và cái không quen. Nếu chúng ta không có một cái nhịp cầu thì thật ra chúng ta khó có thể hiểu một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Có một lần thứ vị chúng tôi nghe một vị thầy quen, rất quen, đã kích nặng nề đạo lão, và nói rằng đạo lão đã làm hư đạo Phật. Bởi vì ngày nay Phật giáo mà có nhiều cái hình thức mê tín, tín ngưỡng dân gian là do đạo lão mà ra. Thật ra thì điều thầy đó nói không phải điều sai hoàn toàn. Nhưng mà chúng tôi có đề nghị với thầy là chúng ta thử nhìn lại vấn đề. Trung Hoa với một cái đạo khổng, một cái tư tưởng khổng mạnh đó, chúng tôi có thể gọi là tư tưởng của khuôn mẫu, của rập khuôn, cứng nhất. Nói về quân, sư, phụ, nói về những cái quan niệm, về các cái giai tầng của xã hội, cái sự thế, cái nào nó cũng đóng khuôn hết. Bởi vì hồi xưa chúng ta mới có những từ khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà chính đạo đức kinh hay là sau này những tác phẩm khác của trang tử như Nam Hoa Kinh, đặc biệt là đạo đức, nói về vô vi, thanh tịnh, nói về những cái khái niệm mà vượt thoát, nó đã bắt được một nhịp cầu
để khi đạo Phật truyền bá vào Trung Hoa, người Trung Hoa có thể một tạm thời một rời khỏi những cái khuôn mẫu cứng nhắc ở trong ngành tư tưởng học thuật, để mà có thể cảm nhận một thế giới xa lạ. Đó là hình ảnh của một người từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, một cái khái niệm cứu cánh mà vượt lên trên tất cả thiện ác, một cái niết bàn, một hoàn toàn tinh tịnh, không còn sự hiện hữu của ngã nữa. Những điều đó thật ra phải nói rằng chúng lại có một cái nhịp cầu, mà cái nhịp cầu đó lão Trang đó thật sự có công ở trong đó, chứ không phải không có. Chúng ta thử nhìn vào hình ảnh của triều của Cao Ly Hàn Quốc. Khi Hàn Quốc xem Nho giáo là tôn giáo chính rồi, thì thứ bị tạo nên bao nhiêu cái nghiệt ngã cho người Triều Tiên, cho người Cao Ly. Tại vì sao vậy? Cái quan niệm họ rất là bảo thủ, rất cứng nhắc. À, chỉ có ở đây là đúng, ngoài ra là hư vọng hết. Ở tại Trung Hoa mà đạo Phật có thể tồn tại lâu cũng tương đối, phải nói rằng có phần nào đó không lão ra. Chúng tôi nói như vậy đó, để nói như vậy là nó có một cái nhịp cầu mà chúng ta lấy cái này để giải thích cái kia. Nhưng ta nói ngày xưa có một người hỏi rằng tại sao ông nói chuyện hay dùng cái thí dụ, thì ông nói rằng khi tôi muốn diễn tả cái ná, nhưng mà không biết diễn tả cái ná sao, nó thì dùng cái cung, cái gần nhất là cái cung, thì nó cái ná giống như cái cung, nhưng mà đây là điểm khác chút chút, thì người ta sẽ mường tượng được. Nhưng mà nếu mà người ta chỉ nói một cái ná mà không mượn cái cung, thật rất khó. Cái cung là cái gì quen thuộc? Thưa quý vị, ở trong cái bài học này của chúng ta, nếu mà quý vị đọc sơ qua đó, thì nó dường như là cái cách học này nó không giống như cái gì mà chúng ta đọc ở trong kinh. Chúng tôi tạm dùng những cái biểu tượng để đề cập đến việc, ví dụ như là chúng ta có một phần nói về ngữ và nghĩa. Thì trong phần ngữ và nghĩa này, mỗi một ngày đó, chúng ta chịu khó đọc kỹ để hiểu những cái cách dùng từ ở trong tạng Abhidhamma khác với cái mà chúng ta thường nghe như thế nào. Ai đã học Phật học rồi thì hiểu rằng cũng chữ đó, nhưng mà chỗ này thì nó mang ý nghĩa này, chỗ kia hiểu nghĩa khác, mặc dù cùng chữ thôi. Thí dụ chúng ta nói chữ Gochara, dạ, Gochara là cái nơi đi đến thích hợp của một vị tỳ kheo. Gochara cũng nghĩa là sở hành, được nói trong kinh Đạt, nhưng mà Gochara cũng nghĩa là cảnh ở trong A Di Đà. Tại vì khi mà học Abhidhamma, chúng ta rất cần một điều mà thường thức họ gọi là chính danh. Chính danh nghĩa là mình nói trong trường hợp đó, chữ đó, từ đó phải hiểu như vậy mới chính xác. Nếu chúng ta không có định nghĩa mà chúng ta lấy cái nghĩa chỗ này mà đem gắn vào chỗ kia, ta nói cái râu ông này cống cầm bà kia đó, thì thật ra hiểu như vậy nó rối bời lên và rất là nguy hiểm. Thật ra mỗi một ngày chúng ta đều phải trở lại để làm quen với cái ý nghĩa mới. Một cái ý nghĩa được gọi là chúng ta gọi là một cái đặc hữu và trong tạng Abhidhamma, mà không nên dùng cái kiến thức tổng quát của chúng ta. Chúng tôi nghe rất nhiều vị ở đây, chúng tôi phải xin lỗi quý vị rằng rất là nhiều vị họ chê tạng Abhidhamma, nhưng mà nếu mà quý vị ý kỹ là các vị đó không học giải Abhidhamma hết. Và đồng thời khi mà các vị đem các vị giải đó, thì thật ra
ngay cả cái chữ mà các vị xài, các vị cũng không hiểu Abhidhamma được hiểu chữ đó như thế nào nữa. Đó là vấn đề. Thật ra, cái chữ chính danh ở bên ngoài có nghĩa là một cái chữ đó, ở trong cái mạch văn đó, ở trong cái ngữ cảnh đó, ở trong cái chỗ xài đó phải hiểu như thế nào. Cái đó rất cần. Tại vì một trong những đặc điểm của Abhidhamma là sự chính xác. Là sự chính xác. Giống như là ở ngoài đời mà chúng ta học về triết học và toán học. Triết học có thể là mông lung, có thể là mơ hồ, có thể là quản diễn đủ cách hết, vẽ rồng vẽ rắn cũng được. Nhưng mà trong toán học thì cũng được như vậy. Toán học phải rất là chính xác. Và cái đó là cái mà chúng ta cần. Và thưa quý vị, trong mỗi một ngày đó thì chúng ta có một, cũng có một cái phần mà chúng tôi dùng cái chữ rất là thường, tức là nên cẩn thận. Nên cẩn thận. Tại vì sao chúng tôi gọi nên cẩn thận? Tại vì thưa quý vị, rất dễ nhầm lẫn. Quý vị đang nghe trong bộ kinh, và khi nghe trong kinh học qua Abhidhamma, quý vị đem cái đó bị áp dụng, đôi khi nó không trúng chọn. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị nào nghe nói tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta cứ liên tưởng đến những cái thiện pháp, đúng nghĩa là thiện. Bây giờ chúng tôi rằng một người hoàn toàn không biết gì Phật pháp, một người hoàn toàn không biết về Tam Bảo, họ sống trong một phương trời xa lạ như ở Phần Lan, ở Na Uy, ở trong sinh hoạt hàng ngày của họ vẫn có tâm dụng giới tịnh hảo, và mỗi tâm dụng giới tịnh hảo đều có tín niệm tàm quý của tham vô sân hành xả. Quý vị nghe rất là kỳ. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta nói tín niệm tàm quý của tham vô sân hành xả đó, thì chúng ta hiểu hoàn toàn từ cái nhìn của Phật học. Nhưng không, khi chúng ta nói về những thuộc tánh của tâm á, thì điều đó phải hiểu khác. Nó không giống như cái hiểu ở chỗ này và chỗ kia. Tại vì khi mà chúng ta học Abhidhamma thì ngoài cái chuyện mà chú tâm để mình hiểu, thì nó còn gọi là một thứ khác nữa là cẩn thận, nên cẩn thận. Đây là vấn đề mà rất nhiều người học bị vấn đề là chúng ta cứ mãi mê học mà chúng ta không thấy rằng nó có nhiều thứ dễ lầm lẫn, dễ sa đà, dễ bấp bấp lắm. Và cái này hầu như ai học cũng bị hết. Tại cái phần mà nên cẩn thận này được xem như là một phần mà ngày nào chúng ta cũng phải đề cập đến. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có một phần, đó là dùng cái khái niệm quen thuộc. Thế nào là khái niệm quen thuộc? Cái gì đó đó mà trong cuộc đời sống hàng ngày chúng ta hiểu nhiều, biết nhiều, rất là thân quen, để hiểu một cái xa lạ. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi quen với một vị sư. Vị này vốn là một giáo sư Việt văn và là một vị đi vào Phật pháp, chuyên đi hành thiền. Thì vị này trong một lần sau khi xuất gia rồi từ bên Miến Điện trở về với chúng tôi, trở về gặp thăm đó. Thì vị này có than phiền một điều rằng bên Miến Điện có một điều rất là phiền. Dạy thiền thì cứ dạy thiền, lại chen vào Abhidhamma vào trong đó. Tại sao nó gây ra sự rắc rối không có cần thiết? Cho dù Abhidhamma có cao siêu đi nữa, nhưng mà lúc hành thiền mắc mới gì phải làm rối trí người ta, người tu như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi chợt nhớ ra một việc là vị này là một vị dạy Việt văn. Và do vậy chúng tôi chờ bị nói hết và dùng một cái ví dụ. Chúng ta học ngôn ngữ thì sự hai phần.
mình nếu biết được sẽ rất là tốt. Một phần chúng ta gọi là mỹ từ pháp. Cách nói thế nào mà liếm lái bóng bậy hay đẹp. Ví dụ như cách dùng của điệp ngữ, cách dùng của trưởng thanh vân vân. Nhưng mà ở trong ngữ phải chỉ gọi là ngữ pháp. Ngữ pháp tức là văn phạm. Văn phạm đôi khi rất là khó khăn. Chúng tôi đồng ý là có rất nhiều người Việt Nam nói tiếng Việt không bao giờ học văn phạm bao giờ, mà nói vẫn hay. Chuyện đó có chứ không phải có, mà có rất bình thường trong đời sống. Có bao nhiêu người trong chúng ta hiểu về ngữ pháp của việc tiếng Việt? Đôi khi mình hỏi đó là ngữ pháp là chỉ có những người chuyên gia về ngôn ngữ học thôi. Và nó cũng tương tự như vậy. Rất là nhiều những người nói tiếng Anh, mà người Mỹ họ nói tiếng Anh họ không hiểu về văn phạm, không hiểu về ngữ pháp. Quý vị, đôi khi quý vị nắm cổ họ, quý vị hỏi là bất biến quá khứ phân từ là cái gì, họ cũng không bao giờ hiểu. Nhưng mà như vậy, ngữ pháp á, có thể chúng tôi nói văn phạm á, có thể nó không có tuyệt đối cần thiết. Có nhiều người nói tiếng Anh rất giỏi mà không cần có cái chuyên môn về văn phạm. Nhưng mà phải nhận rằng nếu không có văn phạm đó, thì đôi khi nó có những cái trật tế gì mà chúng ta không biết được. Học một thứ tiếng là một chuyện khác, mà nắm được cái văn phạm, nắm được ngữ pháp là một chuyện khác. Tại đây chúng tôi tạm thí dụ, bây giờ chúng ta nói về kinh tạng giống như chúng ta nói về mỹ từ pháp. Chúng ta nói về tạng Abhidhamma giống như chúng ta nói về ngữ pháp hay nói về văn phạm. Dĩ nhiên văn phạm nó khô khan hơn, nó không đẹp, nó không vui giống như học về mỹ từ pháp, nhưng mà nó vẫn cần thiết. Nhưng mà chúng tôi không nói nó tuyệt đối cần thiết, tại vì có rất nhiều người học về ngôn ngữ mới, nói tiếng Việt rất giỏi, nói tiếng Anh rất giỏi, nhưng mà họ không có căn bản về mỹ từ pháp, không có căn bản về ngữ pháp, về văn phạm. Thì như vậy, khi mà chúng tôi dùng cái chuyện mà mỹ từ pháp và ngữ pháp đó, khiến cho vị sư đó hiểu, vị sư đó chợt nhận ra. Và hai năm sau chúng tôi gặp lại vị đó, thì vị đó đã thay đổi hoàn toàn. Thì như vậy thì khi mà học Abhidhamma, chúng ta cần dùng những khái niệm quen thuộc. Sư trưởng mà hồi chúng tôi còn nhỏ với sư tổ Từ Siêu mà vào chùa học với sư trưởng, sư trưởng có một câu sư trưởng hay nói mà chúng tôi nhớ là dạy Abhidhamma không thể nào mà không dùng thí dụ. Người dạy mà càng nghèo nàn mà thí dụ thì nó càng khó hiểu, càng khô khan. Thí dụ là gì? Thí dụ tức là dùng khái niệm quen thuộc để nói đến một cái gì đó mà mới lạ. Thứ vì một cái phần khác mà chúng tôi đó là những điểm cần nhớ. Tại sao ở trong bài học này chúng tôi luôn nhắc điểm cần nhớ? Bởi vì như chúng tôi nói, một cái việc quan trọng của học Abhidhamma đó là cần liên tục. Sự khác biệt giữa Abhidhamma và kinh tạng đó là quý Phật tử lâu lâu mới vào trong một lần. Thí dụ như một tháng vô lần, tuần vô lần, ba bốn ngày vô lần. Hôm nay chúng ta học kinh Vật Thừa Tự Pháp, Thượng Tọa Pháp Đăng giảng. Và ngày thứ hai chúng ta được suy giảng về kinh Căn Bản Pháp Môn chẳng hạn. Thì quý vị không nghe Thượng Tọa Từ Siêu giảng Căn Bản Pháp Môn trong ngày thứ hai, nhưng mà ngày thứ tư vào nghe Thượng Tọa Đăng giảng kinh Thừa Tự Pháp, quý vị cũng thiệt không có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết. Tức là kinh tạng chúng ta sẽ học thành mảng rời, nhưng mà học giờ quý vị chúng tôi nhưng mà thứ việc khi mà chúng ta học về Abhidhamma giống như là mình học quy công cái hệ thống, mà nếu người nào học trước quên sau á,
không biết tại sao ta nói học trước quên sau chứ. Chứ tôi nghĩ là học sau quên trước, tức là học mấy cái bây giờ cũng quên trước rồi cũng đôi khi. Chứ không, cũng biết học để làm cái gì. Vì mỗi ngày chúng ta học chỉ là một phần nhỏ của một cái nguồn máy lớn. Và chúng ta học cái này mà chúng ta quên cái kia thì thực sự nó có vấn đề. Chúng ta không có ráp nối được. Và nếu không có liên tục thì nó có vấn đề. Như vậy, cái học Abhidhamma đó là môn học theo cái hệ thống hóa. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật thường giảng giải chư tỳ kheo một cách rời rạc, tùy theo nhân duyên, tùy theo căn tính. Và cái môn Abhidhamma này Đức Phật ngài chỉ dạy lại cho tôn giả Sắc Lợi Phất. Tại tôn giả học rất nhanh, và tôn giả đã phải dùng một cách đã dạy lại cho những đệ tử của mình, và những đệ tử tôn giả Sắc Lợi Phất đã dạy lại cho những vị tỳ kheo khác. Nhưng mà dạy một cách có lớp lan, gọi là có trường lớp. Và ví dụ như là Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Viên thì chư tỳ kheo ở đó rất lâu, thì dạy từ ngày này qua ngày khác thì nó phải có trường lớp. Thì công việc đó ngài giao lại cho ngài Sắc Lợi Phất làm. Thì thưa quý vị, nếu mà lục tạng và Abhidhamma không được thọ trì như là nguyên một cái hệ thống, thật ra không học được. Abhidhamma cũng vậy mà lục tạng cũng vậy, nhưng mà lục tạng thì đỡ hơn. Ví dụ như bây giờ mình lấy ra một phần về pháp ưng xả đối trị, hay là ưng phát đồ, mình giảng rồi không chưa nói đến chuyện mà tận xúc tăng tàn, hay là bất định, hay là ưng đối trị, rồi hay là tác ác vân vân. Mình không giảng, không học kia, mình chỉ học một pháp thì cũng làm thế hiểu, nhưng mà cái hiểu đó nó không có rõ. Còn Abhidhamma thì lại đòi hỏi nguyên cả một sự liên tục, một cái hệ thống. Thì do hệ thống, một cái hệ thống như vậy đó, chúng ta rất là cần là có cái nhớ những bài đã học, và thậm chí chúng ta còn phải biết những gì sắp học nữa. Thì mỗi ngày chúng tôi đều có phần đó để nhắc quý vị biết là tuần tới mình học điều gì. Bây giờ thưa quý vị, trở lại với cái môn học này, chúng tôi nói điều này xong thì chúng tôi sẽ tỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu để chúng tôi và Thượng Tọa Thầy Siêu có một vài cái thảo luận. Bởi vì chúng tôi và Thượng Tọa Thầy Siêu có cái trách nhiệm là phụ trách về môn thắng pháp Abhidhamma ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này. Đó là cái chữ Abhidhamma. Abhidhamma. Thứ gì có rất nhiều cách để dịch chữ này. Có khi chúng ta dịch là vi diệu pháp, có khi chúng ta dịch là vô tỷ pháp, có khi dịch là thắng pháp, có khi dịch là a tỷ đàm, có khi dịch là luân tạng. Nhưng mà nếu quý vị nào đọc bài học ngày hôm nay thì riêng đối với chúng tôi đó, hai cái từ vựng rất là quen, và có phải là đặc biệt là một ở trong hai chữ này đó là chữ của thầy chúng tôi, tức là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngài là vị mà có thể nói rằng đã đem môn Abhidhamma vào Việt Nam. Chúng tôi không biết thế hệ mai hậu có ai biết được điều này không, nhưng mà đó là một chuyển biến mới rất là quan trọng. Ngài thì lựa chọn cái chữ ngài thường xài, đó là diệu pháp, tặng diệu pháp. Chúng tôi nói ra ở tại đây thì chúng tôi phải thưa với quý vị rằng chúng tôi suốt đời mang ơn ngài, thờ kính ngài,
và nghiêng mình trước trí tuệ của Ngài. Ngài là thầy của chúng tôi. Và dĩ nhiên ngày hôm nay cái gì mà chúng tôi học được á, thì chúng tôi có tới đó là phần lớn là do ở Ngài truyền. Nhưng mà riêng vì có điểm này nó hơi có thể nói rằng đó là một điểm rất là quan trọng. Đó là tuy thật sự rất là miễn cưỡng, hay là không muốn dùng cái chữ vi diệu pháp. Chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng tôi miễn cưỡng không dùng cái danh từ vi diệu pháp hay vô tỷ pháp. Bởi vì từ ngữ này thường bị hiểu lầm là đây là chỉ đây là cái pháp cao sâu vi diệu, và kinh tạng là thấp hơn, tầm thường hơn. Và chúng tôi cho rằng cái hiểu đó rất là nông nổi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì kinh tạng là chứa đựng phần lớn lời dạy của Đức Phật. Ngài hướng dẫn chúng ta sự tu học. Và càng học Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy càng thấy rằng cái chữ gọi là cao là thấp, vi diệu hay không vi diệu đó, nó không đơn giản là một bộ môn. Lấy một ví dụ là một loại thuốc hay một thuốc tốt, nó không đơn giản là thuốc đắt tiền hay là do cái hiệu một vài sản xuất nổi tiếng, và thuốc tốt là do thuốc trị được cái bệnh của mình. Và nói về điểm này thì kinh tạng đáp ứng một cái nhu cầu rất lớn, đó là khai thị cho chúng sanh tùy theo người, tùy theo căn cơ. Và kinh tạng đã được Đức Phật giảng dạy một cách sâu xa và khế hợp với nhiều hoàn cảnh, nhiều căn tính. Vì vậy chúng tôi rất là sợ khi nghe một số các vị sư đó học một ít vi diệu pháp, một ít áp phi thâm rồi chê kinh tạng. Mình chê kinh tạng cũng giống như là mình chê Đức Phật vậy. Tại Đức Phật kỳ giảng phần lớn là kinh tạng. Hồi nãy chúng tôi có nói ra rằng nếu mình có thể so sánh thì học áp phi thâm giống như mình học về ngữ pháp, mình học về kinh tạng giống như mình học về mỹ từ pháp, về văn học. Nếu một người mà chỉ thích đọc những tác phẩm văn học giống như truyện Kiều, hay là những cái tập thi ca mà qua đó chê sách học văn phạm khô khan quá, sách văn phạm dở quá, thì rất sự nóng nổi. Tại vì ngôn ngữ mà khó văn phạm á, thì cái ngôn ngữ đó nó không có tinh tế đâu. Tất cả những ngôn ngữ mà tinh tế nó đều có một cái những cái luật về văn phạm rất là rõ ràng. Nhưng nếu vì học về văn phạm mà luôn luôn quên quan tự đắc rằng tôi học văn phạm, những người không biết về văn phạm mà bày đặt viết văn, bày đặt làm thơ, thì đó cũng là nông nổi. Người ta thấy làm thơ rất hay, nhưng mà không nhất thiết phải hiểu về ngữ pháp, hiểu về văn phạm. Thành ra chúng tôi rất là sợ khi mà dùng cái chữ vi diệu pháp. Không bao giờ mà chúng ta nói rằng những pháp được trình bày trong áp phi thâm là cao siêu hơn, hay hơn ở trong kinh tạng. Cái chữ cao siêu hơn hay hơn phải coi chừng. Ở trong kinh tạng chứa đựng rất nhiều điểm mà tạng áp phi thâm đề cập vững, nói về 12 xứ, 18 giới, nói về duyên sinh, nói về niết bàn, ở trong kinh tạng đều nói hết. Và ở trong áp phi thâm đề cập đến rất nhiều những điểm ở trong kinh tạng, thậm chí có nguyên một bộ Bukkalapanyatti là nói về, quý vị đọc sau đó rất gần với kinh tạng. Và chúng tôi nói điều này đó là nguyên quỹ ban đầu á, thì áp phi thâm nằm ở trong bộ Kutakkanikaya. Sau này các vị thấy không được, phải tách ra là một bộ phổ riêng. Thì cái sự phân ra kinh tạng và áp phi thâm á, nó chỉ là một cách để phân loại kinh điển, chứ không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta nói là vi diệu pháp cao siêu hơn kinh tạng thấp hơn vi diệu pháp. Cái đó là vấn đề. Chúng tôi không dùng cái chữ vi diệu, chữ áp phi là vi diệu ở đây, mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng cái chữ áp phi thâm mát là một bộ phận của pháp mà giải thích về hiện tượng giới
ở trong cái ý nghĩa chuyên môn nhất, giống bây giờ bình thường chúng ta gọi là nước. Nước là chất loãng, có nước sông, nước hồ, nước ao. Nhưng mà đối với nhà khoa học thì nước được biết đến là H2O. Và ở trong không khí cũng có nước, ở trong đá cũng có nước, ở trong nhiều thứ có nước. Thì như vậy đó, ở tại đây là chúng ta nên biết một điều là cái approach khác biệt, cái phương pháp trình bày khác biệt. Ngày nay ở trong các cái trường đại học của Mỹ, chúng ta hay chia ra hai ngành. Một cái ngành được gọi là nhân văn, là humanity. Humanity, ví dụ chúng ta học về psychology, thì chúng ta học về xã hội học, chúng ta học về văn chương, vân vân. Humanity, nó thuộc về nhân văn. Và một môn trường là science, là khoa học, để chúng ta học về toán, vật lý, khoa học, vân vân. Thì đừng bao giờ lấy nhân văn để mà phê phán khoa học, và đừng lấy khoa học phê phán nhân văn. Nên dùng hai điều đó là bổ tương lẫn nhau, hỗ tương lẫn nhau, chứ không nên dùng cái này để phủ bác cái kia. Thật ra chúng tôi không có thích dùng cái chữ vi diệu pháp. Chúng tôi nói thẳng là chúng tôi không thích dùng chữ vi diệu pháp. Tại vì nhiều vị, ngay cả chư tăng, một số các vị dạy Abhidhamma thì cũng dùng vi diệu pháp. Nói rằng, ồ, kinh Trạng là chỉ dùng những ngôn ngữ của thượng đức, là người, là thú, là ông này, bà kia. Nhưng mà vi diệu pháp đề cập đến quyển sĩ giấy đấy là cao siêu. Cái chữ cao siêu đặt chỗ đó không nhập. Thà chúng tôi không dùng chữ vi diệu pháp. Và chúng tôi cũng không dùng cái chữ vô tỷ pháp. Này vô tỷ giống như vi diệu pháp. Mà chúng tôi đề nghị đó là chúng ta dùng chữ thắng pháp. Tại sao chứ? Có nhiều người sẽ nói chữ thắng là thù thắng, cũng giống như là vi diệu, giống như là vô tỷ thôi. Không. Chữ thắng pháp ở đây chúng tôi muốn nói rằng đó là một cách nói chuyên môn về hiện tượng giới. Cũng như là các nhà dạy về khoa học, họ giảng, họ nói về những cái ký hiệu khoa học, thì thứ gì bằng cái ngôn ngữ đó hay khác. Thì Abhidhamma cũng vậy. Abhidhamma giảng về hiện tượng giới. Dạ. Chứ hiện tượng giới ở đây, ngày xưa Ngài Huyền Trang hay Ngài Huyền Trang, Ngài dùng chữ là pháp tướng. Dạ. Pháp tướng như là trong Duy Thức là pháp tướng đông. Thì chữ pháp tướng là một chữ rất là hay. Ngày xưa họ dùng chữ pháp tướng, ngày hôm nay chúng tôi nói là hiện tượng giới. Và ở đây chúng tôi cũng phải thưa thêm là những dịch giả Trung Hoa đôi khi họ đụng đến cái chữ gì đó mà họ cảm thấy dịch không hết. Ví dụ chữ Panya hay là Panya. Panya mà họ cảm thấy rằng dịch là trí tuệ, nó cũng thường quá. Mà không biết dịch chữ gì cho đủ. Tại sao họ không dịch ra họ âm là Bát Nhã. Dạ. Mặc dù bác dịch là trí tuệ, nhưng mà có nhiều người tạm nói là tuệ giác siêu việt. Nhưng tuệ giác siêu việt cũng dịch không hết chữ Bát Nhã. Thôi họ để chữ Bát Nhã, Panya. Thì chúng tôi thấy cách đó cũng hay. Nhưng mà tại sao chúng ta là người Việt mà lúc nào cũng đọc âm theo Trung Hoa hết? Nó rắc rối thêm. Ví dụ như là Abhidhamma thì cứ đọc thẳng là Abhidhamma. Thế tội gì chúng ta phải lấy A-ti-đàm? Dĩ nhiên là nhiều người quen thuộc A-ti-đàm. Và nhiều người cảm thấy rằng nói A-ti-đàm thì nghe quen hơn. Như là A-ti-đàm Cô Xá chẳng hạn. Thì chúng tôi thì nghĩ rằng chắc không cần thiết. Và do vậy, thay vì dùng chữ A-ti-đàm thì chúng tôi dịch là thắng pháp Abhidhamma. Cũng giống như lớp Phật Pháp này. Lớp Phật Pháp thì chữ Phật có nhiều người họ nói là không nên xài Phật là Bụt Thích Hạnh, Mô Bụt hay là Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Tỷ Giác Hạnh đề nghị, chúng tôi nghĩ chữ Phật Pháp thì nó quen rồi. Người ta dịch chữ Phật là người Tàu, họ phiên âm, họ cũng đọc là Bụt. Nhưng mà chúng ta đọc theo âm Hán Việt, chúng ta đọc là Phật. Vì vậy chúng tôi lấy thêm chữ Buddha Dhamma. Buddha Dhamma cũng là Phật Pháp. Thì do đó, về cái chữ mà thắng pháp Abhidhamma này đó, thì chúng tôi thưa là bởi vì chúng tôi soạn bài vào giờ chó, chúng tôi chưa có tham khảo với Thượng tọa Tuệ Siêu. Và chúng tôi sẽ thỉnh ý Thượng tọa Tuệ Siêu. Nếu Thượng tọa đồng ý thì giữ như vậy. Còn nếu Thượng tọa không đồng ý thì chúng ta sẽ thay đổi. Và việc đó lát nữa sẽ thỉnh Thượng tọa. Thì như chúng tôi vừa đề cập đến quý Phật tử là học Abhidhamma, điều quan trọng không phải chỉ nằm những gì Abhidhamma nói, mà quan trọng là cái cách chúng ta học Abhidhamma như thế nào. Thì chúng tôi mong rằng cái cách này đó nó hơi lạ một chút,
Nhưng mà lâu ngày thì chúng ta sẽ có được một cái thế giới thân quen, và qua thế giới thân quen đó chúng ta sẽ được giới thiệu vào một thế giới tương đối hơi xa lạ hơn. Và trước tiên bảo đảm những quý Phật tử là nếu vị nào mà theo học về lâu về dài sẽ thấy rằng rất là ít. Chúng tôi chỉ muốn dùng cái thí dụ quen thuộc sau cùng là, thưa quý vị, khi mà chúng ta cất nhà thì chúng ta nói đến cái kiểu, chúng ta nói đến màu, chúng ta nói đến vách, đến cột, đến rui mè vân vân. Nhưng mà ngày nay đó, khi người ta cất những tòa nhà, những cao ốc, hay là quý vị hỏi thường tòa từ siêu, thường tòa cũng là người giỏi về xây cất, thì có một thứ mà không thể chúng ta không nói đến, đó là toán, đó là chiều dài, kích thước, trọng lượng. Không có một cái tòa nhà nào ở Mỹ cất mà họ không có nói đến một cái lĩnh vực gọi là architectural engineering, tức là họ phải tính toán cái cột đó có đủ sức cái chịu tầng lầu đó hay không, cái máy lạnh đó với độ rung đó nó có được đặt trên đúng chỗ để không làm hỏng về lâu về dài không, cái đó phải tính toán. Và cái tính toán đó, nó đòi hỏi sự chính xác, và cái chính xác đó rất cần thiết. Thì chúng tôi phải bảo đảm với quý vị một điều rằng học Abhidhamma cũng vậy, Abhidhamma cho chúng ta một sự chính xác. Và nếu mà một người mà không học Abhidhamma đôi khi nói những cái chuyện rất là lan man từ cái này qua cái kia mà đôi khi chúng ta không hay. Dạ. Ví dụ như là có những trường hợp mà thức đồng nghĩa với tâm với ý, nhưng có những trường hợp thức không được đề cập như vậy. Có những trường hợp ý đồng nghĩa với thức với tâm, có trường hợp sai không đồng nghĩa. Ai thì làm cho chúng ta biết những chuyện đó. Nên chi? Chúng ta phải rất là, không phải chỉ cẩn thận mà chúng ta rất là cảm kích. Cảm kích là chúng ta có môn Abhidhamma. Cũng như là chúng ta xây cất, ngoài cái nghệ thuật, ngoài cái ngoài những cái quy hoạch về tiện nghi, chúng ta còn phải cảm kích một điều rằng có một cái bộ phận tính toán rất kỹ, rất chi tiết về trọng lượng, về sức nặng, về sự dao động của cái tòa nhà, để khi cất xong tòa nhà nó không có sụp xuống. Chúng ta phải cảm kích điều đó. Đừng nói rằng ồ, tôi ghét cái gì thuộc về con số, tôi ghét cái gì thuộc về cái chuyện mà ly chi từng chục một. Nhưng nếu không ly chi từng chục một thì nó sẽ không có chuyện thuộc. Bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút để cùng với thượng tọa Thời Siêu có vài thảo luận. Và thượng tọa Thời Siêu không biết thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không. Nếu thượng tọa Thời Siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Dường như thượng tọa Thời Siêu không có mặt ở trước máy. Bây giờ trong lúc chờ đợi thượng tọa Thời Siêu vào ra thì xin được nói thêm một vài điều trong cái của giáo trình mà chúng ta sẽ học sắp tới. Khác với giáo trình Trung Bộ Kinh, thưa quý vị, ở trong giáo trình về A Di Đà thì nếu quý vị nhận được bài học hôm nay thì quý vị sẽ thấy rằng trong một bài học là chúng tôi phân ra nhiều cái đoạn khác nhau. Và khi mà học thì chúng ta không có đọc hết nguyên bài, mà chúng ta sẽ học vào từng đoạn, đọc vào từng đoạn, đọc một đoạn xong đó thì vị giảng sư sẽ trở lại để mà giải thích. Và dĩ nhiên là công việc dẫn nhập cũng như việc kết luận nó rất là cần. Hầu như ở trong những ngày giảng thăm không có thời giờ để chúng ta thảo luận dễ chi đăng với nhau. Nhiều, chỉ có khoảng 30 phút cuối. Và trong 30 phút đó thì
chúng tôi đặc biệt là ưu tiên cho những câu hỏi của những học viên. Nếu quý vị có câu hỏi, chỉ có điều là những câu hỏi được đặt trong lớp A thì rằng nó chỉ được liên hệ đến bài học hiện tại. Ở đây quý vị đừng có đừng phiền chúng tôi vì điểm này, là tại vì ở trong lớp dạy bình thường á, thì chúng tôi cũng ưu tiên dành thì giờ cho chư tăng thảo luận rồi. Nhưng mà ở trong lớp A thì một là không thì giờ, và thay vì hỏi miên man nhiều câu hỏi, thậm chí câu hỏi nó liên quan đến Phật pháp mà ngoài A Tỳ Đàm thì chúng tôi cũng không trả lời những câu hỏi đó, bởi vì nó sẽ mất thời giờ và mất rất nhiều thời giờ. Do vậy ưu tiên cho những câu hỏi liên quan đến bài học ngày hôm đó, và cái ưu tiên thứ hai đó là câu hỏi nó liên quan đến Abhidhamm. Nếu mà không liên quan đến thắng pháp Abhidhamm thì chúng ta để qua những dịp khác. Nhưng mà mỗi một ngày như vậy, những người học có 30 phút để lên nêu lên những câu hỏi mà mình muốn hỏi. Thậm chí là học viên có thể yêu cầu để chỉ đăng lặp lại điểm gì đó không hiểu. Ngày xưa chúng tôi học với Ngài Tịnh Sử là Ngài hay làm một điều mà lúc đó chúng tôi cũng hơi tức lắm. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi thấy ngày đúng là thật ra ở bên giáo dục của Mỹ họ có mấy chữ R, trong mấy chữ R có chữ review là ôn lại. Thí dụ như ngày dạy học mà họ ngài hỏi rằng có đoạn nào cần muốn được nhắc lại không? Dạ, thì thưa quý vị, hồi còn nhỏ mà chúng tôi nói dạ không, mình không nhắc thì ngài nhắc, và khi ngài nhắc ngài hỏi mà mình không hiểu thì vì vậy. Sao vậy? Mình đón mình còn nhỏ mà. Còn nhỏ nghe giảng xong mình mừng lắm, muốn kết thúc bài học rồi. Nhưng ngài hỏi về chứ có gì cần hỏi lại không? Nói dạ không thì ngài nghĩ rằng mình phải là mình phải nắm hết bài học mình mới dám trả lời như vậy. Và khi ngài hỏi lời mà hỏi trả lời không xong là bị rầy. Thì thứ thì như vậy đó, là mỗi một ngày học thì chư tăng sẽ giảng khoảng 1 tiếng rưỡi, và trong tiếng rưỡi đó thì các cái phần ở trong bài học sẽ được đọc ra từng phần, và ví dụ ngữ và nghĩa đọc riêng, như gì điều cần nhớ phải đọc riêng vân vân, và nửa giờ còn lại là cho những câu hỏi nếu có. Thì đó là cách học. Chúng tôi đang nói chuyện ở đây với quý vị Phật tử trong thời gian chờ đợi Thượng tọa Từ Siêu. Không biết là Thượng tọa Từ Siêu giờ này thì vì trục trặc kỹ thuật hay không có trước máy, Thượng tọa không có chưa trả lời. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng có trước máy xin Thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho một vài ý kiến kinh nghiệm của Thượng tọa thi học ở Abhidhamm. Chắc Thượng tọa Pháp Đăng cũng có trước máy. Thượng tọa Pháp Tăng ơi, Thượng tọa Pháp Tăng có ở trước máy không? Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Thì Hóa Đăng có một cái chuyện rất là thường xảy ra đó, là khi mà mình nhiều vị tăng sĩ, nhiều vị tăng học Abhidhamm thì không có hiểu, ban đầu không hiểu, nhưng mà cứ học và cứ nhớ, vài ba năm sau khi mình học nhiều rồi mình mới hiểu. Thì cách học có nhiều người không có thích, nói rằng mình học mà không hiểu mà học được gì. Nhưng mà từ học đang có cái kỷ niệm và kinh nghiệm gì về điểm này thì xin thỉnh từ học đang, nếu mà học không hiểu mình có phải là mình cứ học trên một ngày nào đó mình sẽ hiểu được, có phải như vậy không? Xin thỉnh từ học đang. Alo. Theo như Thượng tọa thì chắc lẽ là mỗi vị đi học đều có cái khi mà học cái môn Abhidhamma
A Di Đà thì đều có cái tâm niệm theo con nghĩa tâm niệm như vậy. Tại vì cái thở đầu tiên mình học dù nhiều buổi học nhưng mà cũng chưa có phải là gì nhiều buổi học như vậy mà mình có thể hiểu được. Cho đến khi mình học đến một lúc nào đó mà khi mình hiểu biết tương đối tường tận rồi đó, thì mình phải cần dùng cái sự suy nghĩ nhiều nữa. Thì mình mới có thể thấu triệt được, chứ không phải nói rằng học mà 5-3 tháng, 5-7 tuần hoặc 1 năm mà có thể lãnh hội, cũng tùy theo người, thì con thấy cũng tùy theo người thôi. Chứ thật sự ra thì khi một người mà học A Di Đà mà hiểu rồi đó thì con thấy nó rất là dễ để mà dễ tu tập, và dù có ai nói đó thì mình cũng có cái sự liên kết những cái sự học hỏi của mình đó, mình tự trả lời được, mình có thể biết người đó là nói đúng hay nói sai. Thì thật sự là như vậy, tại vì khi mình học đó, cái môn A Di Đà là phải học ví dụ như là quẩn xứ giới đế họ sự môn người cảnh cõi người sanh theo cõi rồi cõi đặng tâm sanh tập thọ chia theo sự. Thì khi mà học nhiều như vậy đó, thì khi mình học nhiều như vậy mà mình có thể lắp ráp lại được đó, thì mình mới có thể lãnh hội được. Còn nếu mình học đó, mà mình không có lắp ráp lại được đó thì mình cũng sẽ không có hiểu được. Nên tôi nghĩ rằng khi một người mà thật sự học A Di Đà rồi mà sau này có tự tu tập đó, thì chính bản thân mình cũng nắm bắt được một cái cách nắm bắt tương đối là rất là chặt chẽ và rất là khó để mà ai đó nói một cái gì mà sai trái mà mình có thể dễ xu hướng cho người ta. Nên con nghĩ rằng á, tại vì cái học môn A Di Đà này đó thì mình học nhiều, ví dụ mình học nhân đi, có 6 nhân. Như vậy thì khi mình học sự đó thì mình học 14 sự, ví dụ như sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Rồi học cõi. Mình học 31 cõi, mình học từ phần như vậy, cho đến khi mình học về cái lộ trình hay là lộ sắc, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, rồi lộ bình nhật, lộ cẩn tử, lộ tái tục, mình học nhiều như vậy đó, thì mình có thể nhớ được những cái điều đó đó, do nhờ mình đã học. Mà mình đã học qua những cái mà tâm mà, hay là nói là cái sự đó, sự động lực. Rồi sự động lực nó ở trong cái chặng nào, ở trong cái lộ trình tâm, rồi sự thấy, sự nghe, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự đoán định, sự động lực, sự tái tục, sự hậu kiếp, sự tử, sự na cảnh. Khi mà mình học, mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy được những cái sở hữu tâm và những cái tâm đó, mình cũng biết được nhờ mình học qua nhiều ngày như vậy. Theo nghĩ rằng đó, thật sự là học cái môn này đó thì phải nói là cái người học đó, theo con dùng cái từ gọi là có duyên đó, thật sự đó. Thật sự là nói là mình học mình có sự đam mê. Còn thật sự ra thì mình học mình không có đam mê, mình không có suy tư đó, thì cũng lẽ là cái sự học của mình đó cũng sẽ nó cũng không có thật sự là để mình thể nhập vào đó được. Mà khi mình học mà mình thể nhập được đó, thì nó phải đòi hỏi cái thời gian rất là dài và mình có cái sự suy xét. Nên con thường thường nói là nếu một vị nào mà học A Di Đà mà nghe người ta nói cái gì mà bỏ cái bản niêu đi rồi đó, nó một cái mà nó không có giỏi. Nhưng mà khi mà mình nghe người ta nói cái gì mà suy xét theo bản niêu được đó, thì như vậy thì mình rất là mau giỏi. Thật sự thì khi mà mình học ở trong cái bản niêu cũng vậy, nói đến đến 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, 13 pháp thực đế, mình hiểu được những cái thực tính pháp đó cho nó rõ ràng, đó cũng là một cái điều mà phải nói đòi hỏi nhiều cái rất là nhiều những cái buổi học
nhiều buổi học, mà những buổi học đó mình phải liên kết lại với nhau được. Thành ra con thấy rằng học cái này đó là cần phải đòi hỏi, và mình cũng cần phải có chút đam mê nữa. Còn nếu mà mình học mà không có chút đam mê thì nó cũng rất là chậm tiếp thu. Và học cái này, nếu con nghĩ rằng nếu người nào mà học mà có duyên đó, họ áp dụng được ngay trong cái đời sống của họ đó, thì lần hồi đó, lâu ngày nhiều tháng đó, thì họ tỏ ngộ rất là mau. Thì xuyên qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con cũng xin có một vài cái tâm sự của mình nói lên như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thú kính kính thượng tọa học đăng. Bạch thượng tọa từ xíu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa không biết được, xin thượng tọa hoan nghênh cho biết. Bạch thượng tọa từ xíu, chúng ta trở lại với một điều rất là quan trọng, đó là cái tên của giáo trình này. Giáo trình này muốn dùng cái tên là Thắng Pháp Abhidhamma. Trước nhất là nghĩ rằng dùng cái chữ A Di Đà mà thì nhiều người biết, nhưng mà tại sao chúng ta phải theo cái âm của người Trung Hoa mà chúng ta không đọc thẳng bằng Ambali luôn? Ambali Abhidhamma cũng dễ đọc thôi, Abhidham thay vì chữ bình A Di Đà, thật ra không dùng A Di Đà. Và thứ nữa đó là cũng có nhiều vị họ quan niệm rằng vi diệu pháp là cái pháp này cao siêu hơn là kinh tạng là thấp hơn, thì không muốn dùng cái chữ vi diệu ở đây, vi diệu pháp ở đây, bởi vì chúng ta hiểu rằng ở trong kinh tạng là lời của Phật dạy, và Đức Phật ngài dạy cũng rất là nhiều điều cao siêu vi diệu, nhưng mà cái ngôn ngữ và cách trình bày trong Abhidhamma thì lại là một cái ngôn ngữ có tính cách là chuyên biệt, có tính cách là chuyên môn, như là chúng ta nói về ngữ pháp và mỹ từ pháp vậy đó. Mỹ từ pháp như là giảng về kinh trạng, và ngữ pháp giống như chúng ta nói về Abhidhamma. Thành ra ở đây thì đề nghị chữ Thắng Pháp, dạ, chữ Thắng Pháp Abhidhamma, thì đó là cái lý do chọn cái tên của giáo trình này, Thắng Pháp Abhidhamma. Và dĩ nhiên điều này nó rất là quan trọng, bởi vì sau này chúng ta phải dùng những chữ như là tam tạng là kinh tạng, là lục tạng, kinh tạng và thắng pháp tạng chẳng hạn. Thì không hiểu là thượng tọa từ siêu có đồng ý, hay là thượng tọa từ siêu có một đề nghị gì khác hơn. Và một là nếu thượng tọa từ siêu có đề nghị gì khác hơn thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Ở đây cũng tùy thuộc vào thượng tọa từ siêu. Kính thưa thượng tọa. Đức Bồ Tát thầy, kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, chúng tôi xin lỗi lý do chậm trễ. Khi nãy chúng tôi mệt, chúng tôi nằm không có nghe, thì tôi giật trắng gọi. Bây giờ trở lại vấn đề cái tên gọi của cái tạng Abhidhamma, khi mà chúng tôi còn nhỏ chúng tôi cũng thường được nghe gọi cái từ gọi là Abhidhamma.
Do đó thường tôi cho cảm nhắc lại cái, thay vì chúng ta cũng đọc theo ba âm A Tỳ Đà, ba âm tiết đó là đọc theo tạo âm. Thì nếu mà chúng ta đọc được cái chữ A Tỳ Đàm đọc theo tạo âm thì thôi, chúng ta đọc theo tiếng Pali đi, đọc tiếng Pali như Thái, Khmer, Lào, người ta bỏ bớt cái âm ở phía sau chữ mắt, người ta chỉ đọc âm phía thâm được rồi. Cho nên nếu mà phải đọc nguyên và đọc có tính cách đọc tắt á, thì chúng ta cứ đọc âm phía thâm, đọc âm phía thâm. Nếu mà đem cái cách mà đọc này chúng ta đến tại những cái xứ Phật giáo, quốc gia Phật giáo, chúng ta nói âm phía thâm người ta nghe, người ta còn hiểu, người ta biết chúng ta sẽ nói gì, còn hơn là chúng ta nói cái A Tỳ Đàm thì chỉ có đi qua Trung Quốc rồi chúng ta nói A Tỳ Đàm thì người ta mới có thể nhận được. Nhưng mà tiếng A Tỳ Đàm cái đó là chúng ta cũng đọc âm nói là Trung Hoa tạo âm, nhưng thực ra tạo âm mà tiếng Pali đó, khi mà họ viết thành chữ thì về tới Việt Nam của chúng ta thì cái người Việt của chúng ta thì chúng ta tá âm theo cái cách của mình, chúng ta tá âm theo cách của mình, chúng ta nói là tạo âm thì nó cũng hơi quan cho họ một chút. Bởi vì cái lối phát âm của người Tàu có đôi khi họ đọc âm nhưng mà họ phát âm thì nghe nó gần gần giống với cái Pali một chút. Nhưng mà khi mà về tới Việt Nam mình đó, thì chúng ta phát âm ra thì nó xa quá. Bởi vì chúng ta có thể bỏ thêm cái dấu quyền dấu sắc của mình. Cho nên thay vì đọc A Tỳ Đàm, chúng ta đọc A Phi Thâm. Mặc dù khi chúng tôi đi dạy ở học viện, thì bởi vì ở học viện là chưa tăng ni, phần lớn là phần giáo bất truyền, cho nên chúng tôi phải dùng cái từ của A Tỳ Đàm để mà họ nghe, họ nhận được. Chứ còn nói A Phi Thâm thì chỉ có các xứ Phật giáo Nam Tông thì mới đọc, mới phát âm cái A Phi Thâm là A Phi Thâm mà thôi. Cho nên nếu mà cái rung lớp Phật pháp của Thất Thâm Mắt của chúng ta mà học cái môn này, chúng ta không muốn xài nghĩa thì chúng ta xài đọc chữ, thì chúng ta đọc A Phi Thâm. Còn một vấn đề nữa là nếu mà chúng ta
muốn nói nghĩa đó. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý cái danh từ Abhidhamma và Abhivinaya, thắng pháp thắng luật. Đức Phật này vẫn có sử dụng những từ Abhidhamma và Abhivinaya ở trong kinh tạng. Khi mà đề cập đến lời dạy của Đức Phật về giáo lý tu tập thì gọi là thắng pháp, còn những gì mà Đức Phật này chỉ định một cái hệ thống giới luật cho tăng đoàn thì cái đó gọi là phí quy tế giá thắng lực. Cho nên cái chữ thắng pháp, thắng lực, chúng ta nói chữ thắng pháp có đôi khi người ta cũng hiểu lầm, có đôi khi người ta cũng hiểu lầm. Nếu như ai đọc ở trong kinh tạng những cái bài kinh Trung Bộ, hay là có những cái bài kinh ở Trường Bộ, ở Trường Bộ Kinh cũng có đề cập đến thắng pháp thực, thì trong trường hợp này có thể bị nhầm lẫn giữa cái Abhidhamma thắng pháp ở trong kinh tạng khi được đề cập đến là chỉ cho cái hệ thống pháp và luật Dhamma Vinaya của Đức Phật. Đức Phật thì dạy rằng này Ananda, Yogu Ananda, Maya Thammu Cha, Vinayu Cha, Disito Panyato, Sogu Vumachivye Nesatha. Để các tỳ kheo, pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập cho các ngươi, chính pháp luật ấy là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Thì cái chữ tham mô chắc, vinayu chắc, chữ tham mô ở đây là chỉ cho Abhidhamma thắng pháp, còn vinayu là chỉ Abhivinaya, tức là thắng lực. Dùng cái từ đó một cách trang trọng để chỉ cho pháp luật của Đức Phật, chứ không chỉ riêng cho A Tỳ Đàm hay Abhidhamma. Còn khi mà chúng ta xài, sau này Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự trước tiên thì Ngài cái xài cái từ vô tỷ pháp, xài cái tiếng vô tỷ pháp là Ngài lấy theo ý nghĩa ở trong bộ Atthasalini có đề cập đến cái giáo pháp đặc biệt này, được đề cập đến Atula, Atula Thamma, tức là cái pháp vô tỷ, tức là không có đo lường được, không có cân lường được, đặc biệt không có cân lường được, nên gọi là vô tỷ pháp. Atula, chữ Atula ở đây là vô tỷ. Rồi sau đó Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài mới đổi lại thành chữ Abhidhamma, tức là vi diệu pháp. Thì Ngài lấy cái chữ Abhi, tiếp đầu ngữ Abhi là gì, là vi diệu. Abhidhamma vi diệu pháp có luôn cho tới bây giờ người ta vẫn thường hay xài. Cho nên nếu bây giờ chúng ta cải cách đó, thì một là chúng ta vẫn giữ vi diệu pháp, hai là chúng ta gọi theo cái từ phi âm là Abhidhamma,
với tâm. Cách nào cũng được, để làm sao chúng ta hiểu được cái nội dung thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là nếu mà chúng ta xài cái chữ thắng pháp thì người ta có thể bị nhầm lẫn với cái chữ thắng pháp thắng luật ở trong kinh tạng được Phật dạy sử dụng. Thì giờ ý kiến của chúng tôi trong vấn đề này, nó tóm lại là theo ý kiến của chúng tôi thì nếu mà chúng ta đọc âm thì chúng ta cứ xài âm phi thâm cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn xài nghĩa thì chúng ta cứ xài ví dụ pháp là phổ thông hơn. Từ đó đến giờ khi đề cập đến cái bộ môn này thì gọi là ví dụ pháp. Xin thỉnh thượng tọa giải tán trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi kính trọng thượng tọa tiểu sư. Như vậy theo lời thượng tọa tiểu sư thì chúng ta sẽ trở lại lấy cái chữ vi diệu pháp. Thật ra chữ Abhidhamma mà giữ thuần tiếng Pali thì nó cũng hơi khó nếu chúng ta không có đi tiếng Việt, đi kèm tiếng Việt, bởi vì đối với chúng ta Abhidhamma là quen, nhưng mà đối với người lạ đọc Abhidhamma hoặc người Việt Nam không biết là gì. Thật ra xin đề nghị là có cái chữ Việt đi kèm và vi diệu pháp Abhidhamma theo lời của thượng tọa tiểu sư. Nhưng bạch sư đạo tiểu sư thì ở đây cũng có một cái ý nghĩ, đây là ý nghĩ riêng để nói thêm thôi. Thật ra đáng lẽ có thì giờ thì cũng bàn với sư đạo tiểu sư về điểm này là thật ra cái chữ mà vi diệu pháp á, nếu mà trong cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam của chúng ta mà chúng ta gọi là vi diệu á thì nó có cái cách giống như một cảm thán từ. Dạ, một cảm thán từ. Điều đó bí diệu quá. Dạ, thật là bí diệu. Dạ. Nếu mà nói theo một cái thuật ngữ mà chuyên môn bình thường là trong ngữ pháp á, thì nên dịch là diệu pháp. Nhưng mà diệu, giống như ta nói tặng diệu pháp chẳng hạn. Nhưng mà chữ diệu đó đó, chữ diệu pháp đó đó, thì một lần nữa nó cũng trùng với chữ như chúng ta nói Sathama, thì là diệu pháp chẳng hạn. Ngày xưa lớp học của chúng ta trước lớp Phật pháp của Gautama chúng ta gọi là rung diệu pháp. Thì phải nói rằng có những cái từ ngữ mà ngày xưa đó ít có cái phân định và phân định theo cái cách dùng thường thức ở bên ngoài. Ví dụ là thường sự ngày dịch tâm sở, hay là thuộc tính của tâm ngày dịch là sở hữu. Dạ, tâm sở hữu sắc pháp. Thì cái chữ sở hữu ở trong tiếng Việt ở ngoài thường thức ta ít có bao giờ xài như là một danh từ, mà sở hữu được dùng giống như một động từ hay một trạng từ. Dạ, mình sở hữu cái gì đó. Dạ, chứ không ai xài riêng chữ sở hữu, hay sở hữu tâm, sở hữu tứ chẳng hạn, thì cũng cách dùng đặc biệt. Không biết sư tổ từ xưa có nghĩ rằng cái chữ vi diệu nó mang cái tính cảm thán nhiều hơn là một thuật ngữ không? Ví dụ cái pháp vi diệu chẳng hạn. Thì đó là lý do tại sao rất là cân nhắc khi mà dùng cái chữ vi diệu pháp. Và cũng có cái đính chính ở tại đây đó là có nhiều người nghĩ rằng cái pháp trong tạng Abhidhamma là vi diệu, của pháp trong kinh tạng là tầm thường hơn. Thì tôi nghĩ sao về điểm này. Và bây giờ thì cũng xin thưa rằng theo ý kiến từ đạo tự sư thì từ đó có đồng ý là chúng ta dùng cả hai là vi diệu pháp Abhidhamma không, hay là thì tôi chỉ muốn dùng chữ vi diệu pháp hay là Abhidhamma thôi? Kính thỉnh thưa.
thưa quý vị, dường như thì tòa tự siêu không còn ở trước máy nữa. Nãy giờ chúng tôi nói thì tòa cũng không nghe được. Thưa tòa Pháp Tân ơi, thưa tòa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa Pháp Tân nghe được xin, thưa tòa có nghĩ không biết. Chắc thưa tòa Pháp Tân cũng không có mặt ở trước máy. Thưa tòa Tư Nguyên ấy, thưa tòa Tư Nguyên có nghe được không? Dạ. Thưa tòa Tư Nguyên, một ở trong những điều khó của cái việc học Abhidhamma, học cái gì pháp Abhidhamma là học liên tục. Học liên tục thì quả thật là chúng ta có một số người học rất là tốt, có những cư sĩ học rất là tốt, nhưng phải nói rằng phần lớn những người mà học Abhidhamma giỏi là vì xuất gia thì có nhiều thời giờ tập trung cho môn học này. Trong người cư sĩ bận rộn đôi khi lại không có thời giờ học liên tục. Thì cái kinh nghiệm của thiền tọa ở trong học Abhidhamma là theo tôi thấy đi vào trong chùa mà những vị nào giỏi không giỏi Abhidhamma là họ có những cái tố chất nào mà khiến cho họ học và tương đối là mau mắn học một cách thích thú với Abhidhamma. Và tại sao có một số vị không thích Abhidhamma thì xin kính trình thiền tọa Tư Nguyên. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Mai, giá Nam mô Sang Khai, giá tôi đại chúng được nghe đó. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúc con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Bồ Tát Bồ Đề Siêu, đến Đức Thánh Thượng Phật Tăng Phật Tăng Thượng Thành Đế và đến Đức Phật Thích Ca Chư Minh Công. Cùng chư tăng cũng chào quý tôn đức cũng chư Phật tử. Ai giờ kính bạch thượng tọa có thể nói rằng trên một tinh thần mà nếu mà chúng ta học gọi là cho rằng cái diệu pháp nó là người cư sĩ khó học và người xuất gia dễ học vân vân hay là có nhiều thời gian thế này thế kia thì tất cả cái đó nó đều là một cái một khả ước phân. Bởi vì có nhiều cư sĩ rất là giỏi thì họ cũng không có thời gian nhưng cũng có cái duyên. Và ở đây nếu như người nào có một cái lý tính mà nghiêng nặng về cái lý tính nó hơn là cái tâm tính đó, thì chúng ta sẽ dễ học cái diệu pháp, tức là lý số. Thí dụ bây giờ họ có một cái vấn đề nghiêng về cái lý số, tức là chẳng hạn như chúng ta biết là toán lý hóa không học giỏi, ngoại ngữ học giỏi thì đa phần học vi pháp giỏi. Nhưng mà cái vi pháp nó còn cấp độ hơn nữa, để mà giỏi mà hiểu biết một cách tốt đẹp, hiểu biết một cách trực tiếp, hiểu biết một cách rõ ràng thì điều đó đó phải mài mò, phải dò xét, phải soi chiếu thôi, chứ không thể nào mà chúng ta nói được rằng là chúng ta giỏi lý tính thì chúng ta cầm lên diệu pháp thì chúng ta hiểu được liền. Cái điều này không có, mà cái diệu pháp cái điều này phải đòi hỏi, tức là nó bài bản và nó phải dựa trên một cái chỗ này dựa qua chỗ kia. Thì quả thật một người mà học á mưa dầm thấm đất khi chúng ta chịu học, chứ không phải là người và nói bằng cái lý tính hay là cái bản hay là cái cảm tính, chúng ta nói trên một định vị căn bản như vậy. Nhưng ở đây người nào mà có cái tâm cầu học là được hết, bởi vì nó đòi hỏi một nhiều khi lấy có một cái họ học trong trí văn, học trong trí tư, mà nếu mà bây giờ pháp mà dùng trí văn thì rất là mệt, dùng trí tư thì rất là lẹ. Thì chúng ta học, quý vị cố gắng học đi, ban đầu tiên thấy nó khó thì chúng ta cứ nhớ, cố gắng nhớ rồi nó cũng sẽ thành tựu. Con nhớ con với sư Pháp Nhiên lúc hồi biết bao nhiêu lớp, hết khóa này qua khóa kia, hết khóa này qua khóa kia, ngồi cho tới khi nào ra trường rồi đi học ở bên ngoài, rồi đi học chỗ này chỗ kia. Ngay cả bây giờ phải quay lại, nhiều khi có những cái tâm sở vân vân mà chúng ta cần phải nghiên cứu lại, có những chuyện mà chúng ta cần phải so chỗ này sánh chỗ kia mới nhớ nổi, chứ đừng có nói rằng là chúng ta thấy nghe vị nào giảng mất cái diệu pháp ra hù ào ào, cái mình sợ cái tưởng này cũng học dữ lắm, có nhiều giỏi lắm mà có chuyện hai ba phát súng bắn hết trơn, còn cái nào mà có nhiều vị vô cũng hơi cũng nổ chịu dữ, thì cái điều đó nó cũng nguy hiểm.
cái đó gọi là đúng rồi, đúng là coi như là xài xài nặng ấy, tức là xử lý mạnh quá. Một người ta sẽ không hiểu, mà nhiều khi bị đó cũng không hiểu luôn nữa, mà cả hai người không được, không ai hiểu hết, vân vân. Thì cái cách này nói dùng chúng tôi nó vừa tiếu tiếu nhưng nó là thật vậy đó, coi như là quan trọng mạnh nổ ai hiểu cái trạng. Thì ở đây cái bây giờ một cái phần mà có thời gian chúng ta mới học thì chắc, mà nếu nói rằng chúng ta không học thì lại cái chúng ta khổ học, cái chúng ta chưa học được chúng ta học phải cho được, và cái chúng ta quên thì chúng ta phải ôn lại để cho đến. Sự thật trên cuộc đời này không có cái gì mà không làm được, nếu như chúng ta muốn. Ít chăng nó đang parikasti, tức là nguyện vọng, ý chí nó sẽ dẫn dắt mình tới nơi, tới chỗ. Cho nên vì vậy, hỏi rằng học cái diệu pháp nó khó hay là dễ? Nó khó. Học cái dễ là khó, khó luôn, tất cả cái nào cũng khó hết. Sự thật ra mà nói như vậy, nếu như chúng ta cầu học thì cũng được thôi. Và kính thưa quý vị, nếu chúng ta học được cái diệu pháp thì chúng ta tạo cái phước trí tuệ nó lớn. Chúng ta xem đó là một cái, đó như là một cái vấn đề mà là một ý chí, nó là một cái thử thách, nó là một cái khuyến khích cho chúng ta. Tại vì khi Đức Phật ngài suy nghĩ đi, khi Đức Phật ngài quan sát về lý của vi diệu tạng đó, thì hào quang sáu màu nó túa quán duyên nghịch duyên thuận của các chiên sinh duyên hệ đó, thì ở đây chúng ta thấy là nó rất là lớn lao. Vậy nhé, chúng ta cũng dễ bắt gặp. Để từ nay chúng ta không coi đó là cái khó, mà chúng ta luôn luôn cầu pháp học pháp và chúng ta thọ trì pháp một cách tốt đẹp. Cho nên đứng từ cái nhìn của chính con, thì nếu cho rằng là thời gian của người bên ngoài nó có, cái thời gian của người tu nó có hơn là thời gian của người bên ngoài là đúng, nhưng chưa chắc rằng thời gian của người tu sĩ lại học, lại có những người học nó cũng không bằng với cái người cư sĩ, nếu như họ có cái duyên và tuy hỏi cái thời gian hơn. Thì qua những gì mà chúng ta thấy, chúng ta học và chúng ta thấy trước mắt, thì chúng ta đã biết đã hiểu như vậy. Và kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều học được, nếu như chúng ta muốn học rồi chúng ta cũng sẽ thành tựu được. Nước kia từng giọt chỏ hờ, bình kia chặt chẽ sẽ đâu ngờ hôm nay đâu. Từng tự rồi chúng ta cảm thấy nó quen, để nên nó quen, và từ chỗ nó quen nó không còn lạ, bởi vì không còn lạ thì nó là như thở nào rồi. Thì điều đó là đeo mang cho chúng ta ở hiện kiếp này cũng như ở lai sinh. Dạ, không có đôi điều trình bày như vậy. Nếu đôi có gì cần tôi cũng tiếp tục thực hiện tội mua một ngày đó. Kính trình trường tòa tuyên quyền, trường tòa pháp tính, trường tòa có mặt với chiếc máy và trường tòa có nghe được không? Nếu mà trường tòa pháp tính nghe được trình thỉnh, trường tòa quan hỷ cho vậy chia sẻ với trường tòa về A Di Đà. Dạ, trường tòa pháp tính ở trong cuộc sống của chúng ta, dù là phương diện tu học hay là giáo dục ở ngoài đời, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày, thì thông thường nó có những cái điểm mình thích và không thích. Có nhiều người, ví dụ như họ nói là Nhạc Trịnh Công Sơn, ai thích thì cũng thích, và ai không thích thì lại không thích. Ở trong trường hợp, ví dụ tặng Thắng Pháp A Phi Thông cũng vậy, bị thích thì rất là thích, có người lại không thích. Thì Thì Tòa Pháp Tân có thể chia sẻ rằng ở trong học Phật học đó, mà cái mà chúng ta rất thích và cái mà chúng ta không thích đó, thì chúng ta nên có một cái thái độ thế nào? Có phải là khi mà mình đi tu học rồi, cái gì mình không thích là mình đừng bao giờ học tới, đừng gì đụng tới không? Hay là chúng ta không thích thì chúng ta cũng nên ráng lên kiếm tìm hiểu, giống như mình đi học ở trường, không phải buông là mình cũng thích. Xin thỉnh ý kiến của Thì Tòa Pháp Tân. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy.
con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đảnh lễ chư Phật Tự Siêu, chư Tổ Giác Đẳng, Tổ Pháp Đăng, Tổ Tự Quyền, Tổ Thành Đức Tịnh, Sư Nguyên Thông và cùng chư tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở bên ngoài thì con nghĩ rằng là thật sự ra thì mỗi người có cái năng khiếu riêng, cái năng khiếu đó nó phải phù hợp với lại cái sở thích của chính mình. Thì khi mà người ta học các cái môn về tự nhiên hay là về xã hội thì có những người thì có thể là giỏi hết cả các cái môn đều với nhau về xã hội và tự nhiên hết, nhưng mà có người thì người ta chỉ học, chỉ có thể nói là những cái môn mà người ta không thích ấy, người ta không thể nào người ta học chỉ đối phó để đủ cái điều kiện vượt qua các cái môn đó thôi, còn những cái môn khác thì lại là họ bỏ. Môn nào mà họ thích thì họ sẽ chuyên về cái môn đó và thích thú. Ở trong Phật học thì con nghĩ là việc mà lời dạy của Đức Phật có thể nói rằng là ở trong kinh và luật, kinh và luật cũng như là nói đến Abhidhamma thì con nghĩ thí dụ như là học trong kinh Tạng thật ra nó dễ hiểu là đi thăm, nhưng mà thật ảnh này những cái nội dung của có những cái bài kinh hay là những cái từ ngữ ở trong trong kinh Tạng nó cũng không thể dễ gì mà chúng ta hiểu hết được, bởi vì nếu không có cái sớ giải cũng như là không có thể được nghe giảng dạy từ ở nơi cái các cái bậc mà có chuyên sâu về kinh nghiệm ở trong cái sự giảng dạy trong kinh Tạng. Bây giờ thì khi mà mình nghe kinh Tạng có những điều là chúng ta cũng phải nghe đi nghe lại, rồi chúng ta phải cố tâm ghi nhớ, suy xét, suy luận thì cũng có thể mới có thể hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tạng. Riêng về Abhidhamma thì con nghĩ rằng đây là một cái môn học mà phải rất sâu sắc, bởi vì nhờ cái mùa mà ở trong Abhidhamma, khi mà một người giỏi Abhidhamma thì có thể rằng phân tích và giải thích những cái điều, những cái lý pháp mang tính sâu sắc ở trong kinh Tạng đó, thì nhờ Abhidhamma có thể giải thích. Thì con nghĩ rằng thật sự học ở trong Phật Pháp đó, thì có những người như nãy Thượng Tọa nói đó là người ta không có thích về Abhidhamma má. Khi mà nói đến Abhidhamma má thì người ta cho rằng cái điều, những cái học đó đó nó không có cái bổ ích nhiều. Khi mà có một người suy nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ đó thì khi mà một người thích đó, thì con nghĩ rằng cái sở thích đó, trước mắt là mình đã nhận ra vài cái điểm đặc biệt hay ở trong Abhidhamma, cho nên là mình có những cái thích. Rồi lần lượt đó thì mình mới có thể tìm hiểu cái thích đó đó, nó giúp cho mình phải tìm hiểu, cố học đến những cái môn, những cái lời dạy ở trong môn Abhidhamma ở đây, tức là mình nói ở trong Diệu Tạng đó. Thì con nghĩ rằng là từ ở cái thích, những cái điều sơ khởi khi mà mình nghe giảng thì nhờ Abhidhamma mà giải thích những điều đó thì mình thích á, thì mình lại đi tìm hiểu học, rồi từ cái tìm hiểu học đó thì càng lúc á, thì mình lại càng rõ hơn thêm
rồi mình càng cảm thấy như là cái sự quan hỷ ở trong cái môn đó. Và như là thượng tọa đã nói khi nãy đó là thật sự là lời dạy nguyên thủy của Đức Phật dạy ở trong kinh tạng cũng như lực tạng rất là nhiều. Luận tạng thì cũng như Abhidhamma thì một phần được các vị giáo thọ trích ra ở trong kinh tạng cũng như là lực tạng. Nhờ đó mình có thể là hiểu được sâu sắc ơn viêm và chính cái lời dạy của Đức Phật cũng Abhidhamma cũng là những cái điều mà chúng con nghĩ rằng giờ mình thích không thích đi nữa, nếu mà mình cố để mình học thì con nghĩ rằng từ cái hiểu, cái học, cái hiểu đó mà lần lượt mình sẽ thấm hơn, rồi mình sẽ giống như là mình có thể tiêu hóa được, hiểu được những cái điều đặc biệt lời dạy ở trong Abhidhamma. Từ đó thì mình sinh ra những cái tâm quan hỷ, mình có được cái sự quan hỷ cố học. Cho nên con nghĩ rằng ở Phật pháp thì bao la, rất là nhiều, học để mà mình có cái sự suy gẫm, rồi mình sẽ có cái sự đối chiếu ở trong kinh tạng, thì mình thật sự là mình mới thấy rằng Abhidhamma hỗ trợ cho cái việc mà mình hiểu về kinh tạng sâu sắc hơn. Và cũng nhờ đó đó thì nếu như một người mà hành thiền và trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy, trong đời sống hàng ngày mình ứng dụng Abhidhamma, nó trở thành những cái gì mà hết sức là thiết thực, liên quan đến 12 xứ, 18 giới. Rồi hoặc là đối với một người hành thiền thì nhờ Abhidhamma mà người đó họ có thể hiểu được. Thì con nghĩ rằng dù mình thích hay không thích thì cái việc mà học trong lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển thì cần phải nghiền ngẫm. Có nhiều khi mình học một lần, mình học một lần có thể hiểu hết, rồi là được cái một bao nhiêu lần rồi mình mới có thể có những cái xỉu nó sắc mới hỗ trợ phục hành lời dạy thầm có khi họ thì được. Con kính thỉnh thỉnh tỏ trả lời. Sao chú kính thỉnh thỉnh Pháp Tính Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính, cái khuynh hướng của người Việt Nam và đặc biệt là những đa số những tăng ni Phật tử trong Phật giáo Đại thừa đó là thường ưa chuộng để tập trung vào một pháp môn, ví dụ pháp môn tịnh độ hay là thọ trì kinh pháp hoa hoặc là đi hướng theo mật tông chẳng hạn. Nhưng mà khi Đại Đức Pháp Tính học trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam tông thì chúng ta thấy rằng cái việc mà thọ trì đa phần là chung cả tam tạng hay tối thiểu là lục tạng và kinh tạng, chứ Phật giáo Nam tông thì không có chắc là một vị chuyên về luật không, hay là chỉ biết thọ trì về kinh không, hay thọ trì về một môn nào đó mà phủ nhận những môn khác. Thì cái cách học mà chung chung và không có quá đề cao, không quá tập trung hoàn toàn vào một pháp môn như vậy đó, thì theo Đại Đức Tính nó có những điểm lợi gì và những điểm bất lợi gì đối với người học Phật? Ví dụ một người mà họ chỉ biết niệm Phật thôi, cái gì cũng niệm Phật thôi, thì xem có vẻ họ chuyên môn hơn, họ tinh tấn hơn, hay là cái người học Phật pháp mà học bằng bạc, học chung chung đó, thì họ có vẻ có kiến thức bề rộng mà thiếu bề sâu, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Tính.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, chúng tỏ giác đẳng, chúng tỏ tự quyền, chúng tỏ pháp năng, chúng tỏ pháp tăng, chúng tỏ minh hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu thảo luận chúng tỏ vừa nêu lên, thì thật sự ra không phải là mình nêu cao về cái tinh thần của Phật giáo Nam truyền. Nhưng mà thật sự đó, ở trong Phật giáo Nam truyền thì luôn luôn, nếu mà nói về học thì sẽ luôn luôn học đủ về lục tạng, kinh tạng và A Di Đà hay là Abhidhamma. Thì nó khác với ngoài Phật giáo Nam truyền. Ngoài Phật giáo Nam truyền nó khác là như thế nào? Có nghĩa là ở ngoài Phật giáo Nam truyền, người ta học một cái môn gì đó là người ta cứ cắm cúi vào cái môn đó thôi. Rồi hình như là lâu ngày đó, người ta chỉ tin một cái môn người ta học như vậy thôi. Còn ngoài ra đó, tất cả những cái môn khác đó, nó cũng như là một là nó hư hụy, hai là nó không cần thiết, vân vân. Thành ra đó, do vậy á, mà người ta ưa bị chống trái với, thí dụ như đạo tràng này sẽ chống trái với cái đạo tràng kia, rồi thầy này sẽ có cái sự đối nghịch với thầy kia, vân vân. Đó, thành ra, nhưng mà cuối cùng những người đó không có đi đến đâu được hết, không có biết đến đâu hết. Còn đối với ở trong Phật pháp đó, thì chúng ta được học cái về lục tạng, về kinh tạng, về quy diệu tạng. Thành ra đó, chúng ta sẽ có cái kiến thức, mình học tới đâu thì cái kiến thức đó nó rộng tới đó, mình học tới đâu thì cái kiến thức đó nó sâu đến như vậy, đến cái mức của mình đang học. Thì những cái điều này á, nó có lợi là như thế nào quý vị? Mình đi vào một cái môi trường nào cũng vậy. Bây giờ thí dụ như thậm chí mình đi vào rừng, hoặc là mình đi ra ngoài chợ, hoặc là mình đi qua những cái tôn giáo bạn, những cái hệ phái khác, thì chúng ta vẫn có cái sự mà điềm nhiên. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cái sự tự tin, vẫn có một cái sự mà bình tĩnh. Chúng tôi thật ra đó, chúng tôi thấy rất là nhiều người Phật tử Phật giáo Nam truyền, khi mà bây giờ mình vô trong một cái hội chúng của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta cũng tự nhiên, có nghĩa là chúng ta dạng dĩ đó. Phải nói, nếu mà nói một cách chính xác là mình rất là dạng dĩ. Đó là nói về cái người cư sĩ thôi đó nha quý vị, về cái người Phật tử thôi, mà có học về A Di Đà hoặc là có nghe giảng những cái bài kinh ở trong tạng kinh, hoặc là nghe giảng về lực, thì chúng tôi thấy rằng những người Phật tử đó bây giờ mà cho họ đi vào ở trong cái hội chúng của Phật giáo Nguyên Thủy, họ cũng dạng dĩ. Mà bây giờ cho họ đi qua bên tôn giáo bạn, họ cũng dạng dĩ. Thậm chí điển hình là chúng tôi thấy rằng những lần đi hành hương, thí dụ như đi về xứ Ấn Độ, hoặc là đi qua xứ này xứ kia, thường thường chúng ta thấy cái người Phật tử khi mà người ta tạo phước xong rồi, người ta biết cái cách người ta chú nguyện cái phước, hoặc là đi đến đó với cái khung cảnh thích hợp, thì người ta ngồi xuống, người ta hành thiền bình thường. Rồi khi mà gặp chư tăng, người ta biết được những cái nghi lễ, hoặc là những cái cách để cung kính chư tăng. Thì những cái điều này là nó do đâu quý vị? Do ở trong những bài kinh, có bài kinh đề cập về lực, có bài kinh đề cập về những cái cách tu tập về thiền định, thiền quán, có những cái bài kinh đề cập đến những cái sự mà mình đoạn trừ lậu hoặc bằng cái cách này, bằng cái cách kia. Do vậy á, mà giống như là
chúng tôi có một cái cảm nhận giống như là mình làm một cái võ sĩ gì đó, để mà mình gặp đối thủ nào cũng được, gặp đối thủ nào cũng được hết đó, hoặc là người ta đánh chỗ nào mình cũng đỡ được hết đó. Thành nếu mà một cái nhìn mà chung lại đó thì chúng tôi thấy rằng là có rất là nhiều cái lợi ích khi mà mình đi vào ở trong bất cứ một cái hội chúng nào, hoặc là trong một cái địa điểm nào, hoặc là một cái thời gian nào, hoặc là mình gặp một trường hợp nào, thì mình đều áp dụng được giới lực mình đã được nghe, đã được học. Rồi tạng kinh có nghĩa là những cái bài kinh mình đã được nghe, được học, thì dù cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng tu tập được hết. Thậm chí chúng tôi nói thật sự ra đó, thật sự ra khi mà chúng ta đã học được cái giáo pháp này rồi, học được về giới lực, học được những cái bài kinh, học được những cái bài ở trong tạng luận, có nghĩa là Abhidhamma đó. Thậm chí chúng tôi nói thật sự ra có nhiều khi chúng tôi nghĩ đó, bây giờ bỏ mình vô núi mình ở mình cũng được, mình cũng tu tập được. Thậm chí mà bỏ mình vô ở trong nhà tù mình cũng vẫn tu tập, vẫn tu tập bình thường được. Đó thì nếu mà kể ra cái lợi ích đó, thì phải nói rằng là ngồi mà kể ra từ từ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là không hết những cái lợi ích, chỉ có mình tóm tắt thì mới kịp với cái thời gian thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ học theo một cái quyển nào đó thì thật sự ra đó, quý vị thấy có nhiều người rất là tội nghiệp, người ta đã bỏ công ra rất là nhiều năm, người ta theo đuổi một cái pháp môn đó, rồi cuối cùng khi mà đi qua những cái hệ phái bạn, những cái tôn giáo bạn, hoặc là những cái hội chúng bạn của mình, thì lúc đó mình rụt rè, mình không biết làm như thế nào, không biết đi như thế nào, không biết đứng như thế nào, cũng không biết nấu như thế nào. Thậm chí mà muốn cúng dường, hoặc là thậm chí muốn đảnh lễ thì cũng không biết cái cách nào. Mà biết cách thì cũng rụt rè, cũng e thẹn. Đó thì là tại sao? Là tại vì mình không đi theo cái lời của Đức Phật dạy, đúng học về tạng lực, tạng kinh, tạng luận. Có nghĩa là mình nói chung là học về giới, định, tuệ. Mình không chịu học một cách đầy đủ, mà mình bỏ một cái thời gian nó quá nhiều chỉ cho một cái pháp môn mà chưa chắc mình rõ ràng cái pháp môn đó có xuất xứ từ đâu, mà nó có lợi ích gì, mà mình chỉ do niềm tin mà mình theo thôi. Thì thật sự ra nó nói về cái điều này không phải là chúng tôi chê bai, nhưng mà chúng tôi cảm thấy tiếc thương, tiếc thương cho những người như vậy. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta nghĩ lại thì mình có cái duyên lành, mình được theo Phật giáo Nam Tông, theo cái kinh điển ở trong cái Bali tạng này, thì chúng ta thấy rằng là mình có rất là nhiều cái lợi ích, như là chúng tôi đã nói, bây giờ bỏ mình vào ở trong núi, hoặc là ở trong rừng, ở trong tu, tu tập cũng được. Thành ra nếu mà nói ra cái lợi ích đó, thì nó rất là nhiều cái lợi ích. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Xin được một đề phúc tính. Thưa quý vị, ngày nay thì người ta vẫn còn có tranh luận giữa cái nền giáo dục mà đặt nặng về chuyên môn. Như tại Hoa Kỳ thì người ta rất chú trọng về chuyên ngành, như Âu Châu thì họ rất là chú trọng về kiến thức tổng quát, thì chúng ta vẫn còn có nhiều khi tranh luận về điểm này. Còn 7 giờ phút sau cùng thì chúng tôi xin được thưa quý Phật tử là một tuần chúng ta có 2 ngày học Abhidhamma, học thắng pháp Abhidhamma. Nếu mà quý Phật tử có cái tâm theo học môn này thì chúng tôi đề nghị quý Phật tử là chúng ta nên chịu khó dành thời gian nghe lại. Lúc này chúng tôi thấy thỉnh thoảng cô Lăng Dạ Nguyệt, cô Nhật Quỳnh có chuyển qua bên Facebook,
nếu quý vị có dịp tìm hiểu, đọc lại, nghe lại thì tốt. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng trong lúc mình nghe giảng vị Thánh Pháp Abhidhamma, đôi khi mình nghe giảng một lần, điểm của chúng ta không có đào sâu được. Dạ, không đào sâu đi. Nhưng mà nhờ vào nghe đi nghe lại thì chúng ta sẽ thấm thía hơn. Thật ra cái vấn đề ôn là một việc rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng nhắc một điều là có thể là quý Phật tử không có thích thú với môn học này ở trong nhiều bài đầu, nhưng mà đặc biệt là Abhidhamma, kinh nghiệm của chúng tôi là có nhiều người ban đầu học thì học miễn cưỡng lắm, nhưng mà một khi mà học có trớn rồi thì chúng ta học rất là nhanh và rất là hoan hỷ. Ngày thực sự ngày có dùng cái đánh gọi là trẻ tre. Vì nào mà trẻ tre biết rằng khi mình trẻ đụng cái mắt của nó thì nó cứng lắm, nhưng qua khỏi cái mắt rồi thì chúng ta sẽ giảng rất là nhanh. Để học Abhidhamma thực hiện trẻ tre như vậy. Thưa quý vị, đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ. Nhưng cái ngày khai giảng của lớp Abhidhamma, trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi nhắc lại là nếu quý vị nào ở tại Hoa Kỳ thì nên nhớ rằng coronavirus vẫn đang lây nhiễm, và lây nhiễm rất mạnh, đặc biệt là tiểu bang Florida, Texas, California, tức là vùng ở phía nam á, nơi nào mà mở cửa người ta ra ngoài nhiều, đi lại các vùng biển nhiều, các bãi biển nhiều, các siêu thị nhiều thì phải cẩn thận coi chừng. Và mặc dù là do lý do chính trị, người ta cố gắng để phủ nhận cái nguy hại của coronavirus, nhưng mà thật sự coronavirus đang lan rất nhanh. Và ở tại Texas thì những vị thị trưởng của những thành phố như San Antonio, Austin, Dallas, Houston đều có một bản kiến nghị lên thống đốc tiểu bang, bị yêu cầu thống đốc cho lệnh là mọi người mà phải mang khẩu trang. Nhưng mà vì lý do chính trị nên người ta không có làm được. Nói như vậy không có nghĩa là khẩu trang không cần thiết. Chúng ta đi đâu cố gắng mang khẩu trang. Dạ, cố gắng mang khẩu trang. Và chúng tôi xin thưa rằng bệnh dịch đang lây lan với một tốc độ nhanh, cao. Và đừng nghĩ rằng bệnh dịch đã qua. Và cố gắng cẩn thận để bảo vệ mình, bảo vệ cho những người chung quanh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư vị giảng sư đã vận để chia sẻ với đại chúng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, cũng như sư đã nhắc nhở chúng con về bệnh dịch. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Bình xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Sapa Devata Sapa Sangha Rupa Vena Sode